lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều. Và một ca khúc đầu tiên Nhóm Bên Kia xin được gửi đến một sáng tác của Y Vân được mang tên 60 năm cùng đời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Yeah. Yeah. We'll be right back.